giới thiệu với tất cả các bác chơi cây cảnh, cây bonsai nhé. Hôm nay shop bên em về được rất là nhiều các cái bàn xoay. Các mẫu bàn xoay như này đây. Đây là mặt bàn của nó là 25cm nhé. Có 3 mẫu. Mặt 25cm, 31cm và 37cm. Đấy, bác nào có nhu cầu mua xỉ, mua lẻ inbox cho em nhé. Mặt làm từ hợp kim nhôm, không gì xét. Hàng à. Đó, về với số lượng tương đối nhiều, bác nào có nhu cầu xỉ cứ liên hệ nhé. Nay nhà mình mới làm xong một lô bàn xoay mới nhá. Bàn xoay này bàn xoay cao, cái mặt của nó là 30cm này. Còn chiều cao dao động từ 40 cho đến 48cm. Cái cao nhất thì được 48cm, còn nó thấp nhất thì tầm 40cm. Mình làm được một số lượng tương đối thôi. Mình đang đóng hàng gói này. Bác nào có nhu cầu inbox nhá. Từ bàn xoay cơ, bàn xoay điện đều có hết nhá. Nay về chủ yếu bàn xoay cao rất là nhiều nha các bác. Thank you.